Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Java là gì? Java là ngôn ngữ lập trình và là một platform ngôn ngữ lập trình. Java là một ngôn ngữ lập trình có tính bảo mật cao, hướng đối tượng bậc cao và mạnh mẽ. Platform, bất cứ môi trường phần cứng hoặc phần mềm nào mà trong đó một chương trình chạy thì được biết đến như là một platform, với môi trường runtime riêng cho mình là JAI và API. Java được gọi là platform. Java là ngôn ngữ dễ học và nó bớt những lệnh thừa rườm rà của C để người viết có thể viết chương trình một cách nhanh nhất, giúp người lập trình không tham gia sâu vào hệ thống. Hiện nay Java được ứng dụng rất rộng rãi, chủ yếu là các ứng dụng được viết trên Internet nhằm khai thác tối đa khả năng của nó trong lĩnh vực viễn thông, truyền hình, mạng và các máy tính đơn lẻ. Hiện tại các ứng dụng viết bằng Java khi thực hiện còn chậm hơn so với các ứng dụng được xây dựng thông thường. Tuy nhiên, hầu hết các nhà phát triển phần mềm đều cho rằng tốc độ sẽ được cải thiện và Java sẽ là ngôn ngữ lập trình của tương lai. Ngôn ngữ lập. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Trình Java. Java đại diện cho ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng đầy đủ nhất và giới thiệu các lợi ích to lớn của mô hình này. Phần lớn kết hợp các cú pháp và thành phần của C và C, Java đã mở rộng các khả năng của nó để hỗ trợ cách tiếp cận hướng đối tượng. Trong lập trình hướng đối tượng, bạn sử dụng các lớp class và các đối tượng object để định nghĩa và thao tác với dữ liệu. Lập trình hướng đối tượng có nhiều lợi thế, quan trọng nhất trong số đó là tính module, có thể dùng lại và khả năng mở rộng. Trước khi sử dụng rộng rãi Java và các ngôn ngữ hướng đối tượng khác, các lập trình viên thường phải bỏ đi phần code đã làm việc trước đây mỗi khi có một yêu cầu lập trình mới cần phải được đưa vào chương trình. Với Java, những phần code cũ có thể được tái sử dụng và mở rộng, kết quả là ít lãng phí và có nhiều thư viện mạnh mẽ hơn. Một số dạng Java cần biết. Java E là gì? Tên đầy đủ là Java Enterprise Edition, dịch sang tiếng Việt là Java phiên bản doanh nghiệp. Nó là một nền tảng platform dành cho việc xây dựng các ứng dụng application cấp cho doanh nghiệp. Bằng cách tập hợp nhiều công nghệ kỹ thuật và phối hợp chúng với nhau, làm giảm đáng kể chi phí và độ phức tạp khi triển khai các chương trình. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn.